Hello cả nhà, xe đạp nhìn bãi xin chào. Trên mảnh của chúng ta là một con xe đạp cào cào dáng cổ. Xe này có thể gọi là cào cào và cũng có thể gọi là xe đầm hả anh em, tại vì nó bị lai nó bị lai hết sức là tào lao. Dạng cái dáng của nó thì giống giống như xe trâu anh em, xe trâu cổ ha. Nhưng đây là một con xe nguyên zin cực đẹp đó, nước sơn zin nha. Xe này thì không có sơn phết gì lại hết, cho nên nó sẽ có một số điểm trầy, nhưng cái nước sơn chính của nó là nước sơn đỏ, vẫn còn rất là đẹp. Cái màu đỏ này thì thôi khỏi nói rồi, nó tươi mà nó ngọt gì đâu luôn, còn thiếu cái rổ ha. Ví dụ như khi khách mua thì mình gắn cái rổ lên do xe về đó, cho nên là chưa có cái rổ nó về theo, cho nên là mình lên xe trước rổ gắn sau đó. Đây tại sao gọi là dáng cổ. Dáng cổ thì cái sườn trên của nó có hai cộng rồi anh em nè, màu cực kỳ đẹp luôn trời, màu xuất sắc luôn. Xe nhôm anh em, nội địa Nhật mà nhôm nè, quá đẹp cái màu này luôn rồi, dễ gì mình kiếm được cái màu này đó. Xe này cho mấy chú rất thích lắm á trời ha. Dáng cổ hoài niệm, một vé một clip đi là số 1 luôn, thắng đầm bi anh em. Ba ga sau nè, đó, cực độc dược, bé ton nha anh em, bé ton nguyên con nha anh em, đây, thấy chưa, dầm đi nóc, khóa bé ton, xe này gắn gỗ lên cái nó tuyệt vời, đây logo bé ton, đây bé ton. Thắng đầm bi, làm đi nóc, quá đẹp. Đây, nó dạng như là cargo style, thấy chưa? Tên nó nè anh em, cái phong cách cargo á, xe là bị cạo tem hết trơn, xe này chắc ăn cắp quá, xe ăn cắp nè, không phải mới sợ luôn, vì nó cạo tem bỏ nó tiêu nè anh em, thấy chưa? Cái xe mà mất tem là những xe cấp, quá đẹp của màu này, còn dáng cổ cực đẹp, bê tông màu nhôm, nguyên zin, trước nó sử dụng dynamo nghe nè, dynamo đây. Rồi con xe này cũng không có gì để giới thiệu nhiều anh em, chủ yếu là hoài niệm thôi. Cổ cổ nha, đẹp, cái sườn đẹp. Rồi ok, anh em nào chơi thì alo cho Phúc qua số điện thoại 089 883 1234. Xin chào.